Em xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của em. Em là Minh Thành, đến từ Win Auto, có địa chỉ tại số 8 Phạm Văn Bạch, Hà Nội. Bên em chuyên mua bán và trao đổi các dòng xe đã qua sử dụng, đặc biệt là những chiếc xe sang. Từ các dòng Mẹc rồi là Audi, Lexus. Ngày hôm nay em Thành xin báo giá toàn bộ những chiếc xe đang có sẵn tại cửa hàng em. Đó. Và trước mắt quý anh chị đây là một chiếc Mercedes S450 được sản xuất và đăng ký năm 2018, mang tên cá nhân, biển số thành phố. Chiếc này của em thì đã chạy được 3,7 vạn mai rồi, em đang bán hơn 3 tỷ nhá. Xe này thì có màu ngoại thất là màu xanh ngọc lục bảo và màu nội thất là màu kem, rất là đẹp. Màu kem rất đẹp luôn, sang trọng. Đó. Em có những cái video về từng chi tiết từng xe thì mời quý anh chị vào truy cập kênh của em để xem chi tiết từng xe nhé. Rồi tiếp theo đây thì em có chiếc Bentley Continental được sản xuất và đăng ký được sản xuất năm 2006 và đăng ký lần đầu năm 2009 nhé. Có màu ngoại thất là màu đen và nội thất là màu nâu màu vàng kem nhé. Đây. Màu vàng kem. Chiếc này của em thì mang tên cá nhân, biển tỉnh. Động cơ V8 6.0 lít. Đã chạy được 6 vạn mai rồi. Đây. Tất cả những chiếc xe thì bên em đều có cái bảng giá ở trên xe rồi. Đấy, em đang chào bán là 1 tỷ 395 triệu. Biển số của ở Hải Phòng rất là đẹp luôn. Vâng, và ở đây em có một chiếc mới về. Là một chiếc Mercedes S450 Luxury 2020, mang tên cá nhân, biển số thành phố nhá. Chiếc này của em thì em đang chào bán là 3 tỷ 750 triệu. Chạy 2,2 vạn mai, có màu ngoại thất là màu đen và màu nội thất là màu nâu cà phê nhá. Màu nâu cà phê. Rất là đẹp. Luxury thì nó đã có loa xoay này. Rồi là 26 loa Boommaster, rất là nghe rất là hay. Màn hình phía sau. Rất là đẹp luôn. Tiếp đây em có một chiếc Mercedes E200 được sản xuất vào năm 2017, mang tên cá nhân, biển số Hà Nội nhá. Chiếc này của em đã chạy được 4,7 vạn mai. Em đang chào bán là 1 tỷ 290 triệu đồng. Màu ngoại thất là màu đen và màu nội thất là màu nâu nhá, cũng là màu nâu, nâu cà phê. Rất là đẹp. E200 thì mới đang vẫn là trang bị là loa thường thôi. Loa thường thôi. Đèn cũng đèn thông minh. Tiếp đến ở đây em có chiếc Mercedes E250 được sản xuất vào năm 2018, mang tên cá nhân, biển số thành phố nhá. Chiếc này của em thì đã chạy được 3 vạn mai. Em đang chào bán là 1 tỷ 550 triệu đồng. Có màu trắng này, là màu ngoại thất này, và màu nội thất là màu đen nhé. Màu nội thất là màu đen. Chiếc này cũng đã full option rồi. Ghế da cao cấp này, màn hình cỡ lớn này, cửa sổ trời toàn cảnh này, cửa sổ trời này, loa Boommaster này, đèn multi beam này, ốp gỗ nhám này, rất là nhiều những tính năng, rất là đẹp luôn. E250 2018 nhé, biển số thành. Ở đây em có một chiếc E200 2017 nữa. Em có hai chiếc E200 2017 nhá. Cũng là mà chiếc này của em thì lại mang tên cá nhân, biển số tỉnh. Đấy, nhưng mà chạy ít hơn chiếc kia một chút. Chiếc này của em thì đã chạy 2,9 vạn mai và em đang chào bán là 1 tỷ 290 triệu đồng. Chiếc kia em cũng chào bán bằng giá chiếc này, 1 tỷ 290 triệu đồng. Đó. Chiếc này của em thì màu ngoại thất là màu đen, nội thất cũng là màu đen luôn nhá. Nội thất cũng là màu đen. Đấy. Rồi. Phía bên này em có một chiếc Toyota Fortuner, máy xăng số tự động 1 cầu, được sản xuất năm 2012, đăng ký năm 2012, một chủ sử dụng đầu 15 vạn km zin. Màu bạc nhá. Chiếc này thì đã được độ đề nổ start stop này, khóa cửa thông minh này. Đó. Máy 2.7 đi, thực sự đi xe này giá dưới 500 triệu rất là hợp lý luôn. Dưới 500 triệu nhá.
là em đang bán là 485 triệu. Giá cả em vẫn còn thương lượng với chị nhá, 7 chỗ gầm cao, rất là phù hợp khi mà quý chị đi gia đình. Xăng thì nó cũng không tốn là mấy đâu, tương đương với khoảng 12 lít thôi. Rồi, ở đây em có chiếc Mercedes S500. Chiếc này của em được sản xuất 2013, đăng ký lần đầu 2014, form 2014 nha quý chị nhá. Đây là form mới, 2014 đã đổi form lên form luôn này này. Đó, rất là đẹp. Rất đẹp luôn nhá. Đèn thông minh. Cả LED định vị ban ngày. Form mới rồi quý chị nhá. Chiếc này của em thì mang tên cá nhân, biển số thành phố này. Đã chạy được 4,1 vạn mai, có khoảng 6 vạn km thôi. Em đang chào bán là 1 tỷ 750 triệu đồng. 1 tỷ 750 triệu đồng nhá. Em cũng có chi tiết video chi tiết từng xe rồi. Quý anh chị vui lòng truy cập kênh và xem từng chi tiết từng xe nhá quý anh chị nhá. Chiếc này của em thì màu ngoại thất là màu xám này. Chủ xe cũ người ta đã dán nóc đen này. Dán nóc đen này, dán nóc của Maybach. Và nội thất là màu đen nhá. Nội thất màu đen này. Ốp gỗ này rất là đẹp luôn nhá. Đây, phần ốp gỗ rất đẹp này. Chiếc này thì là của khách của bên em gửi tặng. Trước vừa lấy bên em chiếc E200 và gửi tạm để đây. Hôm nào mà anh chị đi chơi về thì sẽ qua lấy sau. Ở đây em có chiếc Mercedes GLC 300 Formatic được sản xuất năm 2021, mang tên cá nhân, biển số Hà Nội nhá. Biển này thì nó cũng khá là xấu, nhưng mà giá lại rất là hợp lý luôn. Thị trường chào chiếc xe này đời này phải đến tầm khoảng 2 tỷ 2 tỷ 3, nhưng chiếc xe này của em chào có 1 tỷ 999 triệu đồng, chạy 2,1 vạn mai. Màu ngoại thất là màu đen, nội thất cũng là màu đen luôn nhá quý anh chị nhá. Trang bị cũng là full option rồi, GLC 300 đó, nội thất rất là mới luôn, full lịch sử hãng nhá. Chiếc này của em về thì không phải làm gì nhiều cả, chỉ sơn tỉa đánh bóng thôi. Xe luôn cam kết đến quý anh chị luôn, không phải là giá bên em rẻ hơn mà xe vấn đề, mà là em mua bọn em nhập về được cái giá rẻ thì bên em sẽ để lại rẻ đấy, để cho xe nó nhanh bán thôi. Và chiếc này em thì em vẫn có thương lượng một chút thôi, chứ em bán sát giá nhá quý anh chị nhá. Đây, hai chiếc này của em thì đã bán rồi nhá quý anh chị nhá, đang chờ phun tiền và lấy xe thôi. Kia Seltos 1.4 Premium 2021 nhá. Nhưng mà xe thì em đã bán rồi, nên là em sẽ không quay. Đấy, ở đây em có một chiếc GLC 250 Formatic được sản xuất năm 2016 nhá. Đấy, đăng ký lần đầu 2016, mang tên cá nhân, biển số Hà Nội. Em đang chào bán là 1 tỷ 250 triệu đồng, chạy 4 vạn mai. Màu ngoại thất là màu trắng và nội thất là màu kem nhé. Rất là sáng, sạch sẽ, sang trọng, đẹp. Rất là đẹp. Chiếc này là đời đầu của GLC đấy ạ. Đèn mới. Sau đây em có một chiếc GLC 250 Formatic được sản xuất và đăng ký năm 2018 nhá. Được sản xuất và đăng ký năm 2018. Màu ngoại thất là màu đen và nội thất là màu nâu nhá. Đây, nâu da bò, rất là đẹp luôn. Đây, biển tỉnh đây, chạy 2,8 vạn mai. Em đang chào bán là 1 tỷ 490 triệu đồng. Giá cả thì bên em vẫn còn thương lượng. Và quý anh chị nào mà đang quan tâm đến chiếc xe nào thì vui lòng hệ với em theo số hotline em để ở màn hình ạ. Xe bên em luôn cam kết đến quý anh chị là xe bên em không đông đụng, không ngập nước, không tranh chấp, không còn nguội. Giấy tờ pháp lý đầy đủ rõ ràng quý anh chị nhá. Sang tên nhanh gọn, những chiếc xe nào mà đã rút hồ sơ rồi thì bên em sẽ sang tên nhanh gọn thôi. Còn những chiếc nào của em biển số Hà Nội thì quý anh chị ở tỉnh muốn rút hồ sơ thì sẽ phải chờ một vài ngày. Đó. Tất cả những chiếc xe này của bên em đều còn hỗ trợ banh đến khoảng 70% giá trị xe nhá quý anh chị nhá. Khoảng 70% giá trị xe. Riêng cái chiếc Bentley này thì bên em không còn hỗ trợ banh nữa. Chiếc này thì quý anh chị mua về trưng bày hay là đi chơi, đi cà phê thôi thì gọi là quá hợp lý. Đó. Đây là tất cả những đầu mẹc, đầu xe mẹc của nhà em. Nhưng vẫn còn khoảng chục xe nữa thì bên em đang chưa bày bán ở đây. Quý anh chị nào
mà con tâm thì vui lòng liên hệ với em nhé. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị.